Chào mừng các bạn đến với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín. Mới đây khi chia sẻ với phóng viên, bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Sài Gòn cho biết, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Thương Tín hiện đã ổn hơn. Nam nghệ sĩ được đưa vào bệnh viện cấp cứu hôm ngày 25 tháng 2, trong tình trạng lơ mơ, nói đớ, yếu nửa người bên trái và không có người thân bên cạnh. Hàng xóm phát hiện bệnh nhân lơ mơ, yếu nửa người nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi làm các xét nghiệm và chụp CT sọ, chúng tôi phát hiện bị nhồi máu não. Qua quá trình điều trị tích cực, tình hình bệnh nhân đã tạm ổn định. Ông ấy vừa bị đột quỵ não, vừa bị viêm phổi và hôm qua nhập viện còn sốt 38,7 độ C. Hiện tại, nghệ sĩ Thương Tín đã tỉnh và có thể nói chuyện, cử động tay chân được. Tuy nhiên, ông vẫn phải nằm ở phòng cấp cứu để theo dõi. Khi nào tình trạng ổn định, sẽ được chuyển lên khoa nội để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Khi nghe nghệ sĩ Hành Thúy thông báo tình hình của mình, nghệ sĩ Thương Tín muốn ra viện vì không có tiền. Tuy nhiên, nghệ sĩ Hành Thúy khuyên nghệ sĩ Thương Tín nên nằm. Tuy nhiên, Hành Thúy khuyên nghệ sĩ Thương Tín nên nằm viện điều trị cho khỏe hẳn. Cô sẽ vận động với nghệ sĩ quyên góp để hỗ trợ viện phí cho ông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.